Hello, đây buổi tối anh em nhá. Đây là 5 con cần spin ngọc trai 5 khúc. Đấy, giờ đi câu cá chê anh em nhá. Vừa mới tậu được chiều nay xong. Bây giờ đi Hello anh ngâm em, câu hôm cá. nay là 28 Tết này. Quả núi này vừa bị cháy xong. Đó, Tết về quê thì chả có gì. Đây là ở dưới vườn. Còn nhà thì ở trên kia cơ. Đó. Đây mấy cái hố này nước nó sâu lắm anh em nhá, không phải nông đâu. Nó khá sâu đấy, nó có hang hốc thì bây giờ buổi chiều sẩm tối rồi mình đi dọn chỗ để đến tối câu cá chê anh em ạ. Đó, là buổi tối câu cá chê ở đây nhá. Mà bây giờ đi vào trong suối trong này. Đi câu cá chê với cả cá nheo anh em. Đó. Bây giờ thì đi vào trong này để dọn chỗ nữa, xem có chỗ nào đẹp để tối Đây là một câu. cái giếng từ thời ngày xưa này, từ thời chống Pháp chống phước là đã có rồi này, chống Pháp chống Mỹ là đã có rồi. Đó, ngày xưa thì cái giếng này dùng để làm nước ăn. Nhưng cái giếng này là thông với cả mấy cái con suối ở bên này anh em. Đó. Trông lên thôi nhưng mà rất trong này hang rất chi là sâu anh em nhá. Đó. Đó. Tối thì có thể ra đây ngâm ngâm cá chê, câu cá chê được anh em ạ. Ở đây. Đó, ở đây và ở cái giếng này. Đấy, tối nay ngày xưa thì nó nhiều cá chê lắm nhưng mà bây giờ thì nó còn ít. Đó, cá rô phi thì quá trời luôn anh em. Đấy, rô phi thì cực kỳ nhiều. Ngấy rô phi đến tận cổ rồi. Đó, hai chỗ đấy, mấy chỗ ngoài kia nữa là ba chỗ rồi. Có ba chỗ câu cá chê rồi anh em. Đi kiếm thêm một vài chỗ nữa. Thì đây thì buổi tối thì nó chỉ có cá chê với cá nheo mới lươn thôi anh em nhé. Nhưng mà nó không còn nhiều như ngày xưa đâu. Đây là. Đó. Đây là một con suối này. Con suối thì nó chảy xuyên qua cái núi này. Ôi, nước trong veo. Nước trong thì không có cá. Nhưng mà buổi tối vẫn có cá đấy anh em ạ. Đó. Con rô phi này. Ban ngày thì có rô phi với cả cá linh. Cá linh ở đây thì gọi là cá trắng anh em nhé. Cá linh ở đây gọi là cá trắng này anh em. Nước trong này thôi nhưng mà buổi tối thì có cua đá với cả cá nheo anh em nhé. Cá nheo thì nó không to đâu, nó chỉ những ngón tay cái, ngón chân cái nó cùng thôi. Ngón chân cái là to lắm đấy. Đấy thì tối câu được một điểm ở đây nữa. Đó. Nay thì về quê ăn Tết không mang cái dây chống chân để quay phim hay là nó hơi bị rung. Nước thì nó còn rất là thấp. Thế nhưng mà buổi tối câu cá nheo vẫn có mà anh em. Bên này thì có mấy cái hốc hốc mà mình hay mỗi năm là mình hay về là mình hay câu nó có cá nheo. Đây anh em, đây mấy cái hốc này, hốc bé bé này, đó. Đấy mấy cái hốc bé bé này, nó trong núi đá mà nước nó vẫn chảy anh em nhé. Đấy thì câu ở mấy cái hốc này thì rất hay có cá nheo luôn. Tối nay thì mình sẽ câu câu hết ở khu vực này luôn. Đấy, suối nó chảy ngầm ở bên dưới. Đấy, anh em nào mà rảnh mà về quê Thính Câu Lục chơi được thì hơi bị hay luôn. Nhà bạn nào mà không có rừng có núi ấy, thì thích thôi. Nhưng mình về cơ bản là mình ở đây từ bé rồi nên là nhưng mà lớn lên thì mình về mình vẫn cứ thích. Bởi vì mà khi mà về đến đây ấy, thì cái không khí hơi thở của nó cực kỳ là trong lành luôn, nó không giống ở trên Hà Nội anh em ạ. Trên Hà Nội cái không khí nó nghẹt thở như là
như là anh em kiếm tiền ấy, nó khó đến khó thở đến cái mức độ như vậy đó. Đây ở đây này, tận cùng con suối thì nó là cái gì anh em? Tận cùng con suối thì nó chính là đây, đây là tận cùng của con suối, và khi tận cùng của con suối thì nó lại là đầu của một con suối khác, bởi vì cái con suối này nó chảy xuyên qua núi thì sang đến bên kia nó lại đầu suối. Đây chỗ này là chỗ cuối cùng này. Ở đây thì rác lưu chảy xuống đây rất chi là nhiều đó. Đây ở đây thì người ta gọi là cái hút, người ta gọi là cái hút nước, bởi vì là có bao nhiêu nước là cuối cùng là tất cả ở đây bị ngập lụt hay gì nó đều chảy qua đây và nó chảy qua núi hết anh em nhé. Nó thì mình đi xuống mình lấy que mình khoáng đi, mình dọn cho nó sạch bớt đi. Anh em đây 4 cần 5 cần được móc giun sẵn rồi, đến tối thì mình đi câu. Đó, toàn là cần tre thôi. Thì nó mới mưa xong thì nước nó đang lên cao này anh em. Tối mình cái cần nào có 5 cần thì 4 cần mình cắm, còn 1 cần thì mình đi câu, thì 4 cần cắm thì mình có thể quay phim được. Thế còn cần mà câu tay thì không thể quay phim được anh em nhé. Đó, suối. Hôm trước thì mình có quay ở cái video ở đây thì nước nó cạn đấy anh em. Hôm nay nước nó mới mưa xong thì nước nó rất chi nhiều. Tối thì sẽ vứt ngâm cần câu ở suối đây thôi, cứ một đoạn thì lại ngâm một cái. Thì mình có 4 cái cần câu. Ok. Đó, đây anh em vừa mới ngâm nhá. Đấy. Thì cứ ngâm ở đây thôi. Thì xong rồi lát nữa thì mình sẽ có thằng mắc rồi. Lát nữa thì mình sẽ quay lại mình xem sau nó vừa thả một cái đã mắc rồi. Mắc ngay cành cây anh em ạ. Nhỏ. Đang định nhá, nhấc lại cái điểm này nó mắc ngay vào cái cành cây này. Biết có được con cá gì không? Đây thì tích cá suốt ngày anh em ạ. Ông rảnh ông lại đi cái ông kích không biết có con cá hay không. Ok. Rồi thì mình vứt 5 cái như thế, thì bây giờ vứt xong hết thì tí quay lại thăm thì mình quay phim Ê, anh em anh nhé. em. Có một cái cần câu này. Đấy. Bị nó lôi xuống nước rồi anh em nhìn thấy không? Nó vẫn còn đang giật giật không biết là cá gì anh em ạ. Thôi phải lội suối rồi. Không biết là được cá gì. À, một cái nó lôi suối nước trong veo này. Ui, to 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 anh em ạ. Ôi thôi, mất rồi, mất rồi. Ui, ui, ui. Cá chê to anh em ạ. Ôi rồi, chủ quan quá, anh em có thấy nó quậy không? Chê to thế, tiếc. Ôi mất to em chê rồi anh em. Anh em sau khoảng 5 phút này được một con nheo đầu tiên này anh em. Đó, giờ này đi câu một mình. Không quay phim được nên mình hạn chế quay phim anh em nhé. Khi mà đến lúc nào mà đây là cái lúc mình đi câu tay. Thế còn tí những cái cần cắm thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là đang ngồi cắm 4 cần và đi cầm một cần mang đi để câu anh em nhé. Ok. Một con đầu tiên nhé. À, tối lắm, mấy cả mình đi một mình nên là không quay phim được anh em nhé. Chỉ quay được như thế này thôi. Đây anh em, đây là Ok. con thứ hai này, đây là con đầu tiên này. Đây là con nheo thứ hai. Khá là to. Ở đây nheo như này là to lắm rồi anh em nhé, nheo suối anh em ạ. Thật tiếc là ở đây thì cá nheo buổi tối nó mới ăn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là do là câu buổi tối nên là chả biết quay phim kiểu gì cho anh em xem anh em ạ. Trời này, tối như đêm 30 mà anh em, đây là Tết này anh em. Hello anh em, đây vừa về anh em này. Đó. Thì dưới đây kia câu ngồi có một mình mà anh em. Mẹ con cua này nào con bóp vào một cái mà nó nát bét rồi này. Không. Nó như kiểu cua bột đấy.
Anh em ơi, toàn cá nheo to này. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy cá nheo to như này. Nheo như này lâu lắm rồi con mới câu được đấy. Ôi ngon đấy. Cá nheo to anh em. Đây, cho cái túi bóng. Cho túi bóng anh em nhé. Đó, đây mình đi có một lúc thôi. Mình về anh em. Đây anh em xem này. Thì lâu lắm rồi mình mới lại câu được cá to như thế này ở đây. Ở nơi khác thì cá nheo này có thể là bình thường, nhưng mà ở chỗ mình thì cá nheo như này là rất chi là to anh em ạ. Khoảng 4 năm đổ lại đây bây giờ mình mới câu được cá nheo to như này. Ở chỗ khác thì bình thường, nhưng ở đây nó là cá nheo suối, không phải là cá nheo lai giống như kiểu sông mà mấy cân nhá. Như ở chỗ mình con này là to lắm rồi này anh em này. Đó. Wow, rất chi là phê cái con này mà bỏ lỗ canh chua đây anh em ạ, à, mà phê luôn. Đấy. Rồi. Wow. Sống tươi nguyên anh em nhá. À, 4 con cá nheo và 1 con cá sộp thì mình câu khoảng chắc là được khoảng tầm 1 tiếng thì mình về thôi. Mới đầu thì mình cắm câu xong rồi về sau mình vào cái hang mình câu lên, mình không quay phim được anh em cái hang mà lúc mình dọn đây anh em. Đó, sống nguyên này. Đó. Mình rất khoái ăn con này anh em ạ, ăn nó ngon vãi cả trưởng luôn. Rồi thì mình kết thúc cái video về quê câu cá đây anh em nhé. Tiếc là con đi có một mình đây, chả làm cách nào được, vào trong hang này cũng không quay phim được anh em ạ, buổi tối. Rồi, ok.